Không sợ kẻ địch mạnh như rồng như hổ, chỉ sợ động đội ngu như bò như heo. Ngu thế đã đỡ, nó còn là một sự bùng nổ phản ứng hóa học của sự ngu dốt cộng nhiệt tình bóp ré. Đó là tóm tắt về số phận cực kỳ thốn của Janak trong lần đầu và cũng là lần cuối anh được cầm binh đánh trận. Chi tiết ra sao? Mời anh em ngồi xuống ăn miếng nước uống miếng bánh để cùng theo dõi video này trong series Overlord đặc biệt của HD Tổng, rồi sẽ rõ. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Để chuẩn bị cho đòn kết liễu con mồi, Vương quốc Sorcerer huy động một lực lượng lên đến 10.000 quân. Ngoài số ít thành phần tinh anh ra thì lượng còn lại chủ yếu là các Nazarick Ogarder. Đám này không mạnh nếu so với tiêu chuẩn Yggdrasil. Tuy nhiên, đi đông cũng có thể tạo thành một lực lượng đáng gờm. Quan trọng nhất vẫn là một chữ ngầu đầu đội trời trên đạp nghìn binh. Đội quân Undead không chỉ đông về lượng mà còn chuẩn về chất với trang bị full set, nhìn thôi cũng đủ xón ra quần. Để đối đầu với quân xâm lược, Vương quốc đã ra lệnh tổng động viên. Trong cơn tuyệt vọng, họ đã huy động được khoảng 400.000 quân, bao gồm quân đội hoàng gia, quân đội của các quý tộc và những người dân thường. Đương nhiên là trong thời gian ngắn như vậy, họ không thể trang bị đầy đủ giáp và vũ khí cho toàn bộ 40 vạn lính. Kết quả là có những người chỉ có trong tay gậy gộc, ngay cả việc lo ăn ở, quản lý đội quân khổng lồ đó cũng là vấn đề vô cùng đau đầu với Janak, người giữ vị trí chỉ huy tối cao. 400.000 quân này được xem là tia hy vọng cuối cùng của Vương quốc Riestheis. Tuy nhiên trên thực tế, Vương quốc Sorcerer chẳng cần tấn công, chỉ cần án binh bất động cũng đủ để khiến tia hy vọng này vụt tắt vì chết đói. Những lúc này, sĩ khí quân đội của Vương quốc vẫn rất cao vì họ đã bị dồn vào bờ vực thẳm, chẳng còn gì để mất và phải chiến đấu để bảo vệ những người thân yêu. Không mất nhiều thời gian để đội quân Undead không cần ăn ngủ kia tiến thẳng tới gần Vương đô và bắt đầu đóng quân gần đó. Vua pháp thuật đã từng dùng một ma pháp để hạ 200.000 quân, vậy thì với 400.000 quân này có lẽ cũng chỉ hai nháy là xong. Là chỉ huy, Janak thực sự không muốn tin vào điều đó, nhưng anh cũng không thể ngăn được suy nghĩ đó lan truyền trong hàng ngũ quân đội rằng Ains ra nhanh thế, ý tôi là ra tay hủy diệt. Trên lý thuyết, để tránh trường hợp chết chùm như vậy thì họ cần chia quân ra làm nhiều đạo. Tuy nhiên lý thuyết nó khác xa thực tiễn. Sau trận chiến tại đồng bằng Khazê, nhiều quý tộc tướng lĩnh có khả năng chỉ huy đã phải bỏ mạng. Do đó, nếu giờ họ chia quân ra thì sẽ không đủ người đảm nhiệm vai trò chỉ huy, khi đó đội quân vốn đã ô hợp sẽ không bao giờ tập hợp được nữa. Kết quả là họ đem toàn bộ 400.000 quân ra chấn giữ trước cổng Vương đô làm mầu để chờ địch. Vương quốc Sorcerer không vội tấn công mà cũng dành thời gian để thiết lập đội hình. Hai ngày sau khi cả hai bên đã sẵn sàng, Janak dũng cảm đơn thương độc mã hướng tới doanh trại của Vương quốc Sorcerer để yêu cầu được đàm phán với vua pháp thuật. Anh biết rằng nếu chẳng may có biến xảy ra thì mang bao nhiêu vệ sĩ đi theo cũng là không đủ. Anh sẵn sàng chấp nhận cái chết một mình khi đối đầu với vua pháp thuật, bởi ít nhất nó cũng sẽ làm xấu đi hình ảnh của ông ấy. Mục đích của Janak trong cuộc gặp này không phải đấu trí với vua pháp thuật, bởi đã quá muộn rồi, anh cũng không nghĩ mình có thể thắng được một người tài trí như vậy. Anh chỉ muốn tìm hiểu điều gì đã khiến vua pháp thuật hành động như vậy. Ở phía bên kia mặt trận, Ains nhận được thông báo từ Albedo rằng phía vương quốc cử tới một sứ giả. Người đó có vẻ muốn một cuộc nói chuyện chứ không phải đến để tuyên chiến. Không để Ains phải thắc mắc quá lâu, Janak liền rút ra ngay con cạc Visit và trình bày mục đích của mình. Albedo cảm thấy cuộc gặp này chỉ lãng phí thời gian, cô đề xuất mặc kệ anh ta và bắt đầu trận chiến như bình thường, giết quách hết bọn chúng đi là xong. Tuy nhiên, Cosatus cho rằng hành động đó sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của chủ nhân, còn Ains thì chẳng quan tâm tới mấy chuyện như vậy hay việc đấu trí trên bàn đàm phán. Anh chỉ cảm thấy tên hoàng thử này khá thú vị, cũng chẳng mấy khi có dịp như này nên anh sẽ dành cho tên này chút thời gian. Ngoài ra, tôi đoán quyết định của Ains còn do Janak đang mặc áo giáp của Gajev. Sương Sama vẫn cẩn thận vụ Shaltir bị War Item tẻ não, nhưng chính bản thân anh lại không mang theo Momoska Red Orb. Do đó, nếu có biến xảy ra, Aura sẽ dùng hiệu ứng của Sơn Hà xã tắc đồ để bảo vệ anh. Sắp xếp xong xuôi, Ains cưỡi Soul Eater tới địa điểm đã được chuẩn bị. Ains và Janak lịch sự chào hỏi nhau. Sau khi hai người yên vị, họ vào thẳng vấn đề. Janak muốn biết lý do tại sao vua pháp thuật lại khăng khăng thực hiện những hành vi tàn bạo như này và tại sao đề nghị đầu hàng của vương quốc lại bị từ chối. Ains không có lý do gì để che giấu ý định của mình nữa. Anh bắt đầu trình bày kế hoạch cho Janak. Người dân của vương quốc sẽ phải bỏ mạng như một ví dụ cho thế giới thấy về những gì sẽ xảy ra nếu bọn họ dám chống lại vương quốc Sorcerer. Cuối cùng, vương quốc sẽ chỉ còn lại là một đống tro tàn và đổ nát. Nó sẽ được giữ nguyên tình trạng như vậy trong hàng trăm, hàng nghìn năm như một lời cảnh báo về hậu quả của hành động ngu ngốc chống lại vương quốc Sorcerer. Thái độ nghiêm túc của Ains khiến Janak phải tin rằng đó không phải những lời nói chơi. Tuy nhiên, anh vẫn thắc mắc tại sao vua pháp thuật lại phải sử dụng hành động tàn sát vô nghĩa như này, trong khi thế giới vốn đã biết về sức mạnh vô đối của vương quốc Sorcerer. Nhị hoàng tử lấy hết can đảm ra hỏi một câu cuối cùng. Tại sao ngài lại ích kỷ như vậy? Mục tiêu của ngài là gì? Nói xong câu đó, Janak cũng phải ngạc nhiên vì nó không khiến vua pháp thuật tức giận. Nhắc đến hai chữ mục tiêu, Ains liền flashback lại cuộc sống đau buồn của Suzuki Satoru trước kia. Những kỷ niệm đẹp là khi làm Momonga. Đó là những kỷ niệm tuyệt vời đến nỗi tất cả những gì anh mong muốn là được hội ngộ với bạn bè của mình một lần nữa. Yggdrasil chuẩn bị đóng server, mọi thứ chuẩn bị tan thành mây khói thì anh lại được chuyển đến nơi này. Kết thúc hóa ra lại thành một khởi đầu mới. Các NPC bắt đầu có bản ngã riêng, anh cảm nhận được sự tồn tại của những người bạn bên trong cấp dưới của mình. Ban đầu khi vẫn chưa trải qua được cú sốc từ việc bị Isekai, anh đã luôn đề phòng sự phản bội của các NPC. Giờ đây khi nhìn lại, Ains cảm thấy hồi trước mình ngớ ngẩn Violin.
có thể thấy dấu vết của những player khác tại tân giới. Tuy nhiên, nếu thời điểm dịch chuyển là khi tắt server, thì khả năng đồng đội của anh xuất hiện ở thế giới này là rất thấp. Chắc chắn rằng họ rất quan trọng đối với anh, nhưng bây giờ các NPC cũng quan trọng với anh không kém. Về cơ bản, họ là những đứa trẻ bị đồng đội của anh bỏ rơi. Là người duy nhất ở lại, Enz cảm thấy bản thân có trách nhiệm bảo vệ họ và Nazarick bằng mọi giá. Việc để Shaltier bị tẩy não nhưng không bị điều khiển hay để lộ thông tin quả là may mắn. Anh không cho phép bản thân mắc sai lầm chí mạng có thể đe dọa đến an nguy của Guild như vậy nữa. Và sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Enz đưa ra câu trả lời cho Janak. Mục tiêu của anh là hạnh phúc nhưng không phải MC của VTV, No Homo. Câu trả lời đơn giản khiến Janak phải liên tục trợn mắt ngạc nhiên. Enz không thấy những gì mình vừa nói là thái quá, bỏ qua hoàn cảnh và địa vị của hai người. Anh chia sẻ một cách gần gũi với Janak như hai người bạn. Bất kỳ ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc và cố gắng để theo đuổi nó và để đảm bảo cho những người anh yêu thương được hạnh phúc. Enz không ngại trà đạp lên hạnh phúc của người khác. Janak coi đó là lối suy nghĩ cực đoan. Anh thắc mắc chẳng lẽ ngay cả với trí tuệ và sức mạnh của vua pháp thuật cũng không tìm ra phương pháp khả thi nào khác để đảm bảo hạnh phúc hay sao? Có Debro nhưng hơi bị mất thời gian và công sức trong mấy kế hoạch mới nên hủy diệt luôn vương quốc cho nó nhanh gọn lẹ. Nghe đến đây, Janak đã hiểu được những suy nghĩ đằng sau hành động của vua pháp thuật. Anh đã đạt được mục đích trong cuộc gặp này nên không còn gì để hỏi. Vậy là đến lượt Ains, anh chỉ có một câu hỏi nhỏ. Nhị hoàng tử trông vừa béo vừa lùn, sao mặc vừa bộ giáp của Gajep hay vậy? Tôi đùa thôi. Ains thừa biết giáp ma thuật có khả năng tự điều chỉnh kích thước với người dùng. Anh chỉ muốn hỏi, thanh kiếm Gajep từng sử dụng hiện đang ở đâu? Thật thà thường thua thiệt, nhưng Janak vẫn trả lời thanh kiếm đang được Brain Unclosed bảo vệ. Anh ta hiện đang ở trong vương đồ. Sở dĩ Ains hỏi vậy vì dù muốn săn bằng vương đồ, thì Ains vẫn muốn thu hồi một số vật phẩm. Một trong số đó là thanh kiếm của Gajep. Người dân vương quốc không có ý định nằm yên chịu chết. Janak chỉ mong vua pháp thuật kết liễu họ một cách ít đau khổ nhất. Ains đồng ý, anh hứa sẽ đặc biệt nhẹ nhàng với Janak. Nhận được lời hứa đó, Janak nở một nụ cười rạng rỡ. Anh cầm lấy ly nước do Ains cung cấp, tu một hơi cạn sạch mà chẳng lo trong đó có độc hay không. Ains ngạc nhiên về độ chất chơi người rời và còn bày tỏ sự khâm phục đến thanh niên này. Trước khi rời đi, Janak có một câu hỏi cuối cùng lần thứ hai, là Ains hay thuộc hạ của anh đã lấy mạng hoàng tử Barbro. Một câu hỏi thông minh, dù Ains có trả lời là ai đi chăng nữa thì điều đó đã chứng minh anh trai của Janak đã bị vương quốc Sorcerer sát hại. Tôi cũng có một câu hỏi anh em viewer, ngoài shit ra anh em còn thích ăn gì khác nữa không? Đùa chút thôi chứ làm người ai lại đi ăn shit giống NTN cơ chứ. Trở lại với Janak, dẫu đã lường trước câu trả lời nhưng sau khi được xác nhận về số phận của anh trai mình, anh cảm thấy như chút được một gánh nặng lớn hơn trên vai. Hai người nói lời từ biệt và cuộc gặp kết thúc tại đây, ngay khi Janak trở về doanh trại. Tất cả quý tộc đã ùa ra đón anh như lũ trẻ con đón mẹ về chợ. Tất cả đều mong hoàng tử đem về một tin tốt, nhưng sự thật lại quá phũ phàng. Điều khiến anh ngạc nhiên là vẫn có những quý tộc tái mặt khi biết tin này. Vậy là họ vẫn ngây thơ hy vọng vào điều kỳ diệu có thể xảy ra trong hoàn cảnh hiện tại. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thắc mắc vua pháp thuật là loại quái vật xấu xa như thế nào. Janak mỉm cười trả lời, ông ta tuy xấu thật nhưng nhân tính và giống con người bình thường hơn anh từng nghĩ. Câu trả lời đó khiến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phải tròn mắt ngạc nhiên. Còn về phía Janak, sở dĩ anh nói vậy là vì mục tiêu của vua pháp thuật là hạnh phúc của những người ông ấy yêu quý. Một bộ xương di động nhưng lại có mục tiêu bình thường như bao sinh vật sống khác. Điều đó khiến cho anh phần nào có thể cảm thông với ông ấy. Tuy nhiên anh phải nhanh chóng trở lại với trận chiến trước mắt. Quân đội hoàng gia và dân quân đã sẵn sàng chiến đấu. Phần lớn các quý tộc vẫn chưa hành động. Họ vẫn đang bận nhường nhịn nhau vị trí tiền phòng. Ai trong số họ đi đầu cũng không quan trọng. Quan trọng là đừng bóp ré phá game là tốt rồi. Vì sự chênh lệch giữa đôi bên quá lớn, do đó vương quốc chẳng thể nghĩ ra đối sách chiến lược gì có thể mang lại hiệu quả. Đánh ra họ chỉ biết đi liều mạng chiến đấu. Chuyện đến đâu thì hay đến đó. Cuộc trò chuyện của hai người bỗng nhiên bị gián đoạn bởi tiếng ồn ào ở phía bên ngoài. Bộ trưởng những tưởng kẻ thù đã hành động. Tuy nhiên, Janak mỉm cười cay đắng. Điều anh dự đoán trước đã thực sự xảy ra. Một nhóm quý tộc cùng lính đánh thuê cầm những thanh kiếm nhuốm máu lao vào trong lều chỉ huy. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ muốn tạo phản. Các quý tộc là những người chủ động và chiếm thế thượng phong, tuy nhiên họ lại là những người trông tuyệt vọng nhất. Ngược lại là Janak, người sắp phải bỏ mạng lại ôm bụng cười một cách sảng khoái. Anh cười cho sự thất bại của bản thân vì không thể kiểm soát được thuộc hạ và cũng cười họ vì sự ngu ngốc và ấu trĩ của mình. Mà cũng chẳng trách được, họ chỉ đơn giản là cố gắng hết sức để có cơ hội sống sót. Janak chỉ có thể tự trách mình. Anh không thể dập tắt nỗi sợ hãi của họ cũng như không thể đoàn kết họ dưới cùng một ngọn cờ. Lần cuối cùng anh nói to và rõ ràng rằng cuộc chiến này không thể tránh khỏi, đối phương không chấp nhận sự đầu hàng, hy vọng duy nhất của họ là chiến thắng trên chiến trường. Nhưng những lời đó là vô nghĩa đối với đám quý tộc ngu ngốc và hèn nhát đang trong cơn tuyệt vọng. Họ nghĩ rằng cái đầu của Janak có thể giúp họ thể hiện lòng trung thành và sự đóng góp cho vương quốc Sorcerer. Janak biết nói nhiều với đám này chỉ phí nước bọt nên rút kiếm ra và thách thức đám quý tộc. Anh hiểu rõ bản thân không hề có chút kỹ năng chiến đấu nào, bộ giáp xịn sò con bò có thể giúp anh đôi chút, nhưng chỉ thủ là không đủ. Janak biết số mình đã tận. Tuy nhiên anh chắc chắn rằng những tên quý tộc này cũng không thể sống sót sau trận này. Do đó chúng không thể động đến cha và em gái anh, mà dù có động đến được thì bên cạnh cô ấy vẫn còn có Brain cơ mà. Nghĩ đến đây Janak có thể thanh thản phần nào, anh hét lên với đám quý tộc, có ngon thì nhà vua kiếm ăn.
Đám quý tộc muốn khô máu trong một trận binh biến, tuy nhiên khi đối mặt với việc kết liễu mục tiêu của mình, họ chỉ có thể đứng chôn chân ở đó. Họ thực sự chưa sẵn sàng cho chuyện này mà chỉ thực hiện nó trong khi mất hết lý trí và trở nên tuyệt vọng vì sợ hãi. Khi thấy bản thân sắp bị mấy kẻ thảm hại bất tài này làm gỏi, Janak cảm thấy thật cay đắng. Rốt cuộc thì anh không phù hợp để cai trị, anh không có đức như cha mình, không có tài như em gái và cũng chẳng đẹp mã như anh trai. Anh chẳng có gì cả, nhưng thế cũng tốt. Dù sao thì anh cũng không muốn trở thành vua, anh chỉ muốn vương quốc này phát triển ổn định. Lúc này anh đã hiểu ra mục tiêu của anh cũng chỉ giống như vua pháp thuật, anh cũng chỉ muốn cống hiến cho đất nước này, cho người dân và gia đình, cuối cùng là mang lại cho họ sự hạnh phúc. Tuy nhiên lực bất tòng tâm. Sau một hồi bị sốc vì thái độ của hoàng tử, cuối cùng một quý tộc cũng quyết định hành động, nhưng không phải ông ta lao vào khô máu với Janak, mà là ông ta chạy ra ngoài gọi thêm lính đánh thuê vào làm thịt nhị hoàng tử. Janak bắt đầu hồi tưởng chi thuật với các anh trai mình vung kiếm, nhưng hồi tưởng này lạ lắm. Vị hoàng tử và bộ trưởng bộ quốc phòng bị găm bàng tới hơi thở cuối cùng. Kết cục cũng không quá khó đoán, nhóm phản loạn giúp Janak cosplay Eren, sau đó những tên này đem thằng thủ cấp của anh tới doanh trại của vương quốc Sorcerer. Vừa phi ngựa tới, họ vừa cố gắng hét lớn xin diện kiến vụ pháp thuật. Trước đó từ doanh trại của vương quốc Sorcerer cũng có thể phát hiện ra doanh trại đối phương đang có biến, và khi thấy một đám người phi ngựa thẳng đến đây, trong đó không có Janak, Ace ngay lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, do đó anh đồng ý đón tiếp những kẻ đó. 10 quý tộc được dẫn vào gặp Ains, ngay lập tức họ bị sốc vì lần đầu trông thấy xương Sama, ngoài ra còn có sự hiện diện của cậu Cytus, Aura và Mare. Điều đó thậm chí khiến họ quên cả hành lễ và phải để Abedo nhắc nhở. Quý tộc lớn tuổi nhất đại diện lên tiếng cầu xin đầu hàng và họ có đem theo một lễ vật, nó được đựng bên trong một chiếc túi vải. Trước khi Abedo có thể lên tiếng, Ains đứng dậy và tự mình tiến đến nhận cái bao tải. Mùi máu tanh tưởi khiến cho anh có thể đoán ra bên trong thứ gì. Anh thất vọng và mở ra để xác nhận, ánh mắt của anh và Janak chạm vào nhau. Dựa vào tình hình hiện tại thì có vẻ cái đầu này không phải là một cú lừa. Ace đưa cái túi cho Abedo và lệnh cho cô chôn cất anh ấy một cách tử tế. Tuy nhiên anh vẫn còn một câu hỏi, bộ giáp của Janak giờ ra sao? Sau một hồi lúng túng, vị quý tộc đại diện trả lời, bộ giáp vẫn nằm trên xác của Janak trong lều chỉ huy. Ace giả bộ khen ngợi họ các quý tộc và hỏi họ muốn được ban thưởng thứ gì. Các quý tộc nhao nhao trả lời, chỉ muốn xin thoa mạng cho bản thân cùng gia đình. Họ xin thề sẽ tuyệt đối trung thành với vua pháp thuật. Ains vui vẻ đồng ý và lệnh cho Abedo dẫn họ đến chỗ Neuronis và giao cho cô ấy việc này. Các quý tộc không hiểu chuyện này nghĩa là gì, họ chỉ nghĩ rằng như vậy là mình đã được tha chết, do đó họ xin cho gia đình được đi cùng. Ains nở một nụ cười nham hiểm trong lòng và đồng ý với thỉnh cầu đó. Các quý tộc được Abedo dẫn đến chỗ Neuronis ngay cho nóng, sau đó cô sẽ cho người đi đón người nhà các quý tộc sau. Ngay sau khi họ rời đi, Ains truyền lệnh cho Aura, tuyệt đối không được cho đám quý tộc đó chết một cách dễ dàng và nhanh chóng. Aura nhanh nhẩu nhận lệnh rồi chạy theo Abedo. Vậy là thay vì có một cái chết nhẹ nhàng và nhanh chóng trên chiến trường, các quý tộc đã búc vé cho bản thân và cả gia đình tới thẳng địa ngục trần gian bên trong tổ quỷ. Giờ có muốn chết cũng khó, phụ nhẫn lúc này chắc chỉ có Neuronis, vì tự nhiên cô lại có thêm rất nhiều đồ chơi mới. Lúc này bên cạnh Ace chỉ còn lại Cocytus và Mare. Chút hứng thú cuối cùng của anh cho cuộc chiến này vừa bị đám quý tộc kia dập tắt. Anh cho phép hai thủ vệ tầng bên cạnh dốc toàn lực để giảm quân số của đối phương về không. Sau khi nhận lệnh, Cocytus và Mare ngay lập tức bắt tay vào việc. Kết quả là chỉ sau một giờ, đội quân 400.000 người vốn là niềm hy vọng cuối cùng của vương quốc Riestice đã chịu chung số phận với những game thủ dùng VNPT, tất cả đều mất mạng. Như vậy chương 3 vị vua cuối cùng đã kết thúc. Tuy nhiên, vua của vương quốc Riestice vẫn sống sờ sờ ra đấy và chương này cũng gần như chẳng thấy ông ta đâu. Vậy thì chúng ta có thể ngầm hiểu rằng vị vua tác giả đang muốn nhắc đến ở đây là Janak, một vị vua không ai. Anh xứng đáng để trở thành một vị vua bởi dù ngoại hình không đạt chuẩn, nhưng lý tưởng và suy nghĩ thì xứng đáng 9,5 điểm. Tuy nhiên trong ba yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa thì anh lại chẳng có gì cả. Trong những người anh em, Janak là người duy nhất quan tâm tới quốc gia, trong khi anh trai Barbro chỉ quan tâm tới quyền lực, còn Renner chỉ giả vờ quan tâm để che giấu bộ mặt thật của mình. Đúng là gia môn bất hạnh, quốc gia bất lực. Trước khi kết thúc video, tôi xin gửi đến anh em sương sương coi chơi bảng xếp hạng khả năng lãnh đạo của một số nhân vật nếu cai trị của một quốc gia trong 20 năm. Điểm chung của các nhân vật này đều là các nhà lãnh đạo hoặc ít nhất cũng mang dòng máu lãnh đạo. Thông tin do tác giả cung cấp trên blog sau Volume 12. Top 1 đương nhiên là Renner, thiên tài số 1. Hơi tâm thần một chút nhưng nếu không thích tự hủy thì không có gì phải bàn cãi. Đứng ở vị trí thứ 2 là Drignif, một lãnh đạo giỏi giang khác chỉ thua Renner. Anh ấy còn có điểm mạnh khác là vô cùng quyết đoán và sẵn sàng mạnh tay với những kẻ ngáng đường. Khá bất ngờ khi vị trí tiếp theo là một nhân vật ít xuất hiện, Draudilon, nữ hoàng của vương quốc Dragon. Bà ấy không quá tài giỏi nhưng kinh nghiệm đề mình do sống dài. Ngoài ra bà ấy còn sẵn sàng sử dụng các chiêu trò vì lợi ích của quốc gia, ví dụ như sử dụng ngoại hình loli để lợi dụng mấy thằng loli con, sẵn sàng hợp tác với cả quốc gia Undead. Đồng hạng tư là Janak và Ryuro. Theo tôi thấy Janak giỏi hơn về khoản đầu óc nhưng Ryuro lại mạnh hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn. Hạng năm là Builder, một nhà lãnh đạo có tầm nhìn tốt nếu chỉ xem xét các tộc Á nhân, quốc gia dưới quyền ông ấy sẽ phát triển mạnh về quân sự. Tiếp đến ở vị trí thứ 6 là Ramposa. Ông ấy sẽ khó thất bại tuy nhiên cũng không có thành tựu gì đáng kể. Tiếp theo là Kaoka, có đức, có tài và sức mạnh nhưng không đủ tài trị quốc, không đưa ra được các chính sách mạnh mẽ. Xếp sau Thánh Hậu là White Dragon Lord, một kẻ khá mạnh có tầm nhìn cao hơn so với đồng loại nhưng lại tham lam, ngu dốt và ích kỷ.
hạn chí là 3 Pro. Ngoài cái vẻ ngoài đẹp mã và tí cơ bắp thì anh này cái gì cũng tệ, từ trí tuệ cho đến tính cách, chỉ có đủ kiến thức thông thường để chuẩn bị trở thành một vị vua. Hạng 10 là Sasu Ryu, một á nhân chỉ có khả năng quản lý bộ tộc trên quy mô nhỏ, và cuối cùng là Suzuki Satoru. Tôi xin nhấn mạnh là Suzuki Satoru chứ không phải Ensama. Ông nào bảo Ensama đứng bét là báng bổ thần thánh nha. Suzuki Satoru vốn chỉ là một người làm công ăn lương bình thường, không có kinh nghiệm lãnh đạo, không có gì khác biệt. Anh em thắc mắc tại sao Ensama lại không có trong bảng này à? Đó là do ngài ấy có thể outplay hack não tất cả những người khác trong bảng xếp hạng này, nên không cần xếp lên bàn cân làm gì. Anh em thấy có đúng hay không? Nếu thấy đúng thì ấn ngay một like, share và subscribe để thể hiện sự đồng tình. Còn video hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.